Thưa quý vị, phát huy tinh thần nhiệt huyết, xung kích của tuổi trẻ và trách nhiệm công dân. Nhiều năm trở lại đây, rất nhiều thanh niên ưu tú đã đăng ký tình nguyện thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Và qua đó thì đóng góp quan trọng vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Thực hiện chủ trương về nâng cao chất lượng nguồn tuyển và đội ngũ cán bộ công an nhân dân, năm nay Bộ Công an đã ban hành nhiều chủ trương mới rất có lợi cho công dân đã tốt nghiệp đại học chính quy đăng ký tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an nhân dân để được chuyển thẳng sang chế độ chuyên nghiệp. Đó là những chế độ chính sách gì? Chia sẻ ngày mới hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị. Năm 2023, Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến tuyển chọn 278 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, nhiều hơn năm nay 18 công dân. Để đảm bảo tiến độ, chất lượng và số lượng thanh niên, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương đơn vị phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyển chọn đúng quy định, đồng thời đảm bảo quyền lợi về chế độ chính sách cho công dân theo quy định của Bộ Công an. Năm nay, công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có một điểm rất mới, có lợi cho những công dân đã tốt nghiệp đại học chính quy khi đăng ký tham gia nhập ngũ. Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ trong công an nhân dân, nếu có bằng đại học chính quy loại khá thì sẽ được xét tuyển ở lại phục vụ trong lâu dài trong ngành công an nhân dân. Và sau khi xét tuyển lại thì được cử đi học văn bằng 2 tại các trường công an nhân dân. Trường hợp thứ hai, nếu như có bằng đại học chính quy mà tốt nghiệp loại trung bình thì sẽ được cộng 5 điểm vào cái tiêu chí xét ở lại phục vụ lâu dài trong ngành. Nhờ thông tin được tuyên truyền công khai sâu rộng nên những ngày qua có rất nhiều công dân đã tốt nghiệp đại học chính quy đến khám tuyển nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tại địa phương. Em biết năm nay thì có bằng đại học là sẽ trúng tuyển vào công an, thì qua cái phương tiện truyền thông internet và bạn bè có tư vấn và hỗ trợ cho em, thì em mong muốn thì sau khi học xong em có nguyện vọng là tham gia nghĩa vụ công an và được mong muốn trúng tuyển vào để thực hiện nhiệm vụ và trở thành một người chiến sĩ công an ạ. Em có nghe từ các anh công an khu vực nói cho em biết về những ưu đãi của việc tham gia công an. Em đi khám nghĩa vụ quân sự và em đã hoàn thành đại học, thì các anh đã hướng em vào nghĩa vụ công an. Với những cái kiến thức của em được học ở trường thì em có thể là áp dụng và phát huy được hết những cái tố chất và cũng như cái thế mạnh của mình. Không chỉ những công dân đã tốt nghiệp đại học mà với các công dân khác, Bộ Công an cũng có nhiều chính sách động viên khuyến khích công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng công an, qua đó góp sức mình vào công tác bảo vệ an ninh chính trị, gìn giữ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Khi công dân được tuyển vào trong lực lượng công an rồi đã thực hiện nghĩa vụ thì được cấp bảo hiểm và hưởng bảo hiểm y tế, và cha mẹ của cái đồng chí đó sẽ được hưởng cái bảo hiểm y tế trong suốt thời gian là 24 tháng. Trong quá trình công tác thì chiến sĩ được tạo điều kiện để ôn thi vào các trường công an nhân dân. Nếu điểm không trúng tuyển thì những điểm không trúng tuyển đó thì sẽ được làm căn cứ để cộng với các cái thành tích phấn đấu tại đơn vị và để được xét tuyển ở lại ngành.